lường với thằng này thằng nào cực hơn anh Tân? Thằng này cực hơn á. Bây giờ ghe đã gần cập bến Phú Quốc rồi. Bây giờ đang là 12 giờ trưa rồi đó. Đói quá mà phải ăn cơm không luôn nè. Trời ơi. Vợ con ở nhà đâu có thấy nổi cảnh này. Đây là cái công đoạn kế cuối nè cô chú anh chị. Mình xả lưới bằng tay xuống nước trước á. Chạy về bờ đó cả nhà, là ghe sẽ thao lưới như vậy nè, thao lưới từ bên một qua bên hai, sau đó bắt đầu đứng gỡ cá, sau đó lại bắt đầu thao từ bên hai về bên một lại, sau khi vào bờ thì lại thả lưới xuống nước để xả lưới rồi lên bằng máy là xong. Cái công đoạn này rất là cực nha, làm ít gì cũng phải 3-4 tiếng. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây. Khi mà mình thao lưới qua thì cá nó nằm ở mặt dưới lưới á, mình vũ thì nó sẽ ra rồi, hầu như là ra hết. Còn con nào mà không ra thì mình sẽ phải gỡ bằng tay đó. Nói chung là về cuối năm này á, cái công tác xả lưới rất là cực luôn. Đây là ngày cuối rồi, mình phải xả lưới cho thật sạch sẽ. Tại vì khi mà về bờ á, ra Tết anh Việt còn thuê người vá lưới lại nữa. Nhưng nếu mà để cá trong lưới á, nó thúi, người ta làm không nổi luôn á. Cũng như là mình làm sạch sẽ cho qua đi năm cũ đi, xong năm mới thì nó sẽ hoàn toàn là những thứ mới á, rồi mình làm cho nó suôn sẻ. Mùa cô chú anh chị mình cứ tưởng tượng một đêm làm việc nặng nhọc suốt một đêm, rồi bây giờ lại thêm suốt nguyên một ngày hôm nay nữa. Hôm nay ít nhất cũng phải tới 5 hoặc 6 giờ chiều mới xong được. Mình vừa thao lưới, vừa xả lưới, rồi vệ sinh ghe, rồi về bờ bán cá nữa. Rất là nhiều công việc đang còn chờ luôn.
sạch con đó luôn. Công nhận là làm lưới đã cực rồi, nhưng mà khi kết thúc một năm á, mình xả lưới, mình xả khô, cái công đoàn này gọi là xả khô nè. Xả khô này còn cực ác hơn nữa, ngồi vũ từng con cá một. Hên là hôm nay không có mặt trời á, trời không có sóng, trời không có sóng nhiều mà cũng không có mặt trời, không có nắng gắt, cho nên là đỡ rất là nhiều sức của mấy anh mấy chú ngư dân luôn. Em thấy nãy giờ chỉ mới được khoảng 1/7, 1/8 lưới gì thôi. Mà nãy bây giờ là 9 giờ rồi, nãy giờ là xả cả tiếng đồng hồ rồi đó. Công đoạn này được gọi là xả khô. Vào bờ thì mình mới xả nước và xả bằng máy, cái này là xả tay. Đây, trước mắt đã là Phú Quốc rồi đó cô chú anh chị. Đã thấy đất liền, đã thấy Phú Quốc rất là rõ rồi. Bây giờ là 11 giờ trưa rồi. Mấy anh mấy chú xả 3-4 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong nữa hả? Anh nói gì? Gần tới Phú Quốc. Công nhận là xả lưới này lâu ghê luôn á cả nhà. Trời ơi, nước nó tạt kìa. Ở ngoài nước nó tạt vô á nên mình phải chạy ra chầm. Cái này là gió bất mạnh luôn rồi đó. Bốn tiếng đồng hồ rồi mà mới được hơn một nửa một tí thôi. Công nhận là làm cái này ớn thiệt, lâu quá lâu luôn á, tại vì mình phải vũ từng con cá đó. Ôi, rồi nước nó tạt nữa, lành thấm luôn á. Rồi ngày về đất liền, về tới Phú Quốc đã tới rồi. Chỉ còn khoảng hơn 7 hải lý nữa là cập bến Phú Quốc. Sau đó ghe sẽ bán cá và sẽ xả lưới bằng máy nữa. Chắc là làm nghề lưới này á, ngán nhất là ăn lường và xả lưới cuối năm. Em nghĩ là vậy đó. Mà hầu như không phải là xả lưới cuối năm đâu, hầu như con trăng nào vô cũng xả lưới một lần chỗ này hết. Công đoạn xả khô này là thấy cực kỳ lâu luôn nè. Đến khi xả nước á, thả lưới xuống nước lại lôi lên lại á, thì sẽ xả bằng máy. Tình hình đã thấm mệt chưa anh Tân? Thấm mệt chưa? Mệt chứ. Ủa cái này là trăng nào cũng về xả một lần vậy hay là chỉ có Tết mới xả kỹ cái này? Tết làm kỹ. Chứ còn bình thường xả kiểu gì? Bỏ nước kéo máy lên nghỉ. À, bình thường trăng về là bỏ nước kéo máy lên nghỉ ha. Rồi giữa thằng ăn lường với thằng này thằng nào cực hơn anh Tân? Này cực hơn. Thằng này cực hơn á. Cuối năm mà làm cho sạch sẽ lắm. À. Nhìn quải luôn á, nhìn ớn luôn á, tay chân rồi. Ngửa bàn tay lên nè. 50% rồi. mới được 50% thôi. Ứng ốc thiệt, làm ghê quá. Vừa mới trao được lưới qua bên đây xong hết một lượt. Bây giờ lại trao lại một lượt y hệt như vậy nữa cả nhà. Trời ơi, em cứ tưởng một lượt như vậy là xong chứ. Mình trao qua lại thêm một lần nữa rồi lại bỏ xuống nước, kéo lên. Quá trời luôn, cuối năm làm lưới một lần hết sức sờ luôn á. Bây giờ ghe đã gần cập bến Phú Quốc rồi. Bây giờ đang là 12 giờ trưa rồi đó. Đây là ngay gần cầu cảng quốc tế nè. Tất cả các ghe em thấy đều đã về nghỉ rồi.
ra miền Trung đầu đây cũng khá nhiều luôn. Bây giờ lại bắt đầu tiếp tục sang một lượt qua ngược lại nữa. Ai nấy bây giờ là quải hết rồi, ai nấy cũng đều bơ phờ hết rồi. Cái này là khổ, khổ cực nhất luôn, khổ sở hơn cả ăn lường luôn. Ghe đã chính thức cập bến Phú Quốc rồi, cập bến bến cảng quốc tế rồi. Bên kia cũng có một chiếc đang xả lưới kìa, về bờ hôm nay đang xả lưới cho chú anh chị. Nhưng mà bên kia có vẻ họ cập bờ sớm, bây giờ họ đang xả nước rồi. Còn ghe bên em bây giờ tiếp tục trao qua một lần nữa. Đợt này các ghe miền Trung, ghe Bình Định về nghỉ trăng hết rồi, có lẽ đã về lâu luôn rồi đó. Ghe em thì đánh trăng này hơi thất cho nên là ráng thêm. Trao lại thì em thấy nhanh hơn này cả nhà. Trao lại thì thấy có một chút là xong rồi. Thấy một chút là được một mớ rồi, tại vì trao lại khả năng là không có phải vũ cá nữa, mình đã vũ sạch rồi. Ghe chứa thì đã về tới Phú Quốc mấy hôm nay để chờ chuyến cuối cùng của ghe em rồi đây. Bây giờ cặp vào để bán cá. Đây là tiếp tục là 3 đêm mới về bờ bán cá luôn. Về Phú Quốc lâu chưa anh? Hai bữa rồi. Hai bữa rồi hả? Dạ. Rồi, chính thức cập bến rồi cả nhà. Cuối cùng cũng về nhà. Về tới bờ thì trời nó êm rồi á, thành ra làm cũng khỏe hơn tí. Với lại cái khúc thao lưới này này thì hầu như cá nó cũng không còn dính trên lưới nữa rồi. Mấy anh mấy chú đã vũ sạch hết rồi. Nói chung là khúc này rất là ngán luôn. Em xem mà em còn ngán nữa đó cả nhà. Giờ rưỡi chiều là mới xong trao lưới lần thứ hai qua bên một, tức là mình sẽ còn một lần xả nước nữa, một hay hai lần xả nước gì nữa. Bây giờ thì tạm ngưng á, cho việc bán cá, dưới hầm còn mấy tấn cá nữa là mới chuyển qua xả lưới tiếp của chú anh chị. Ngày này rõ ràng là một ngày gọi là mệt nhất năm luôn rồi đó. Không, em nghĩ là không có ngày nào mà mệt hơn được ngày này nữa đâu. Sao anh gục mệt không? Nói chung 27 á, là ngày đa số đàn vô. Nãy giờ em thấy cả 5-7 chiếc ghe, chục chiếc ghe vô rồi đó. Chủ yếu là ghe Phú Quốc, còn ghe miền Trung thì họ đã về từ 16-17 rồi. Bây giờ là tới giờ bán cá. Đói quá mà phải ăn cơm không luôn nè. Trời ơi, vợ con ở nhà đâu có thấy nổi cảnh này. Ăn hiền thì mì sống. Quá khổ luôn rồi cô chú anh chị ơi. Bây giờ đói mà buổi sáng ăn đồ ăn hết rồi là chỉ còn cơm không hoặc là mì sống thôi. Nói chung thời gian đang còn rất gấp gáp rồi. Thời gian gấp gáp rồi cho nên là phải tranh thủ làm. Lật đà lật đập xả lưới được một nửa. Rồi bây giờ lại tới bán cá nè cô chú anh chị.
Bây giờ đang rất là nắng luôn, gần 2 giờ chiều rồi đó. Làm liên tục từ 12 giờ tối hôm qua cho tới tận bây giờ. Anh Việt thì nói chung xuống để coi những cái nào ngon ngon á, để lại để chia cho bạn bè mỗi người một ít đem về quê, đem về nhà ăn Tết. Đó là cuối năm thì đa số các ghe nào cũng vậy. Còn sẻ mực khô để chia thì cũng tùy ghe thôi. Như ghe anh Việt thì có sẻ mực khô để chia nữa. Tạm nhường cho ghe bên kia người ta cân cá trước một tí. Bây giờ tiếp tục lên cá. Tổng cá dưới hầm hiện tại bây giờ là trên chục tấn luôn đó cô chú anh chị. Bán ít gì cũng phải hơn vài tiếng đồng hồ là em nghĩ xong, là nó rơi vào khoảng tầm 4 giờ ngoài rồi bắt đầu mình xả lưới hai lần, chắc 2 tiếng nữa là 6-7 giờ tối luôn đó. Rồi sau đó lại còn chà rửa ghe nữa. Đó, hôm nay đàn vô bán cá nói chung cũng nhiều lắm. Hôm nay là ngày kiểu như anh em ngoài biển người ta cũng không muốn làm nữa rồi, cho nên là vô cho kịp ngày về quê. Xả nước thêm mấy lần nữa anh ba? Xả nước mấy lần nữa? Một lần nữa. Tức là thảy xuống nước xong kéo lên là xong ha? Xong rồi chà ghe hả? Chà ghe. Rồi cái gì nữa? Chà ghe xong xuống rồi, dẹp giòn xong về. Ok. Không biết là có chốt sổ trong hôm nay luôn không nữa? Không. Mai hả? Biết. Chắc không đâu, bữa nay không đâu. Về nghỉ ngơi rồi mai bốt nữa. Đây bên kia cũng có hai chiếc đang còn cặp ghe chứa để bán nè cô chú anh chị. Ghe em tối qua được khoảng đâu đó 3-4 tấn cá bè, rồi mấy bữa trước thêm 6-7 tấn nữa, chắc trên chục tấn đó. Trên ghe chắc bán xong rơi vào khoảng tầm 100 ngoài chiều. Cái đó để ăn hả anh Bình? Để về chia Tết ăn đó cả nhà. Dạ. Chia mỗi người mỗi ít á. Để cá chim với cá ngừ mấy loài cá ngon ngon một tí. Còn mặt quá mà không có gì thì để cá mặt má. Phía trước bán cũng gần xong rồi đó cả nhà, chỉ còn mực nữa thôi. Mực cũng khá khá đó. Đây là mấy con cá mấy anh mấy chú để đem về quê ăn Tết nè. Cá, những cái loại cá mà để riêng ra cho cá nhân á, không phải anh Việt chừa, tức là những loại cá đó sẽ mua. Ai mua bao nhiêu thì tính tiền bấy nhiêu vô ghe. Rồi, bán cá xong rồi bây giờ bắt đầu dời đi neo để xả lưới đó cô chú anh chị, xả nước, xả máy nữa. Rồi ghe chứa rồi, em vẫn chưa hỏi được bao nhiêu tiền nữa. Ghe về tới bãi rồi nè, chính thức về tới bãi rồi cô chú anh chị. Bây giờ đang còn neo quá. Xung quanh đây khá là nhiều ghe luôn. Đó, toàn là ghe mạnh không luôn á, mạnh với lại ghe cua mồi. Bây giờ đang ghe lại để móc neo lái.
Nói chung cái ghe này á, mình cầm phải quen mới chạy được, chứ còn không là rất là khó điều khiển nha cô chú anh chị. Tới. Đây là cái công đoạn kế cuối nè cô chú anh chị. Mình xả lưới bằng tay xuống nước trước á. Mình đưa lưới xuống nước bằng tay nè. Sau chút nữa thì mình xề bằng máy lên. Xề bằng tay rất là lâu luôn, nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ là 4 giờ 15 chiều rồi đó. Xả xuống cho nó ấy đó, cho nó sạch hoàn toàn lưới luôn. Xả lưới cuối năm này rất là vất vả luôn cả nhà. Bên đây thì vẫn đang bán cá bè cho người nhà. Lúc nãy cặp ghe chứa nhưng mà bán không hết, để lại một ít cho người nhà lấy. À vậy ha. Khúc này cái dạng mát này á, cô chú anh chị, mình phơi khô á, thành ra nó chảy cái nước xuống á, ghê lắm, dơ dữ lắm, mình phải chà cho sạch. Nói chung là khi mà anh em ghe lưới đã bước chân lên bờ rồi á, ghe là phải sạch sẽ, lưới cũng phải sạch sẽ, mọi thứ là phải ok hết rồi mình mới lên bờ. Anh Việt bây giờ thì cũng lên bờ rồi, ngày mai tổng kết sổ thì em quay thêm một đoàn nữa thôi. Nói chung chuyến này nó cũng sẽ không được bao nhiêu đâu. Anh Việt cũng ngày cũng không muốn cho em quay á. Nhưng mà mình ráng mình xin, nói chung cũng có một cái kết hành trình cho cả nhà mình theo dõi mà biết. Bây giờ đã là gần 5 giờ chiều rồi đó cả nhà. Mấy anh mấy chú là xả lưới xong á, xịt cái viền chì, cái khúc lưới trao á. Xong rồi chút nữa nổ máy lên cái phần lưới này lên. Lên đó thì lên bằng lô, lên bằng máy. Rồi sau đó mình sẽ chà lửa rửa ghe. Như trên đây nè, nãy giờ em cũng chà rửa trên đây nè. Nói chung là xung quanh ghe tất cả những chỗ nào mà ví dụ như mực bám hay là tất cả mọi thứ là đều chà rửa cho nó sạch hết. Mực bám rồi vết dầu nhớt đồ gì á. Đây chính là công đoạn xả nước này cô chú anh chị. Xả nước tức là mình ngâm lưới dưới nước mình xả. Bây giờ cả nhà mình có thể thấy đó, lưới hoàn toàn sạch rồi. Một vài con cá là không đáng kể, nhưng mà lưới bây giờ là gần như là trắng tinh rồi. Đó, như chú Ba đó, chà rửa từng góc đó cô chú anh chị. Nói chung là cuối năm rồi, mình dọn dẹp cho đi những thứ cũ đi. Mình làm những năm sau á, mình khởi đầu toàn là những thứ mới mẻ, sạch sẽ. Đúng là người cần về của anh Việt luôn cô chú anh chị. Nói chung là em thấy mọi việc trên ghe anh Bình làm rất là giỏi luôn. Ngoài cái khúc đánh lưới ra là em thấy hầu như là anh Bình đều là người chạy ghe, kể cả việc mà đi vô đây neo ghe các kiểu luôn nè. Có một người bạn đồng hành mà giỏi á, nói chung là làm chủ cũng rất là khỏe luôn. Anh Bình là chạy lái cũng được mà làm tài cải cũng được luôn. Chạy lái là cô chú anh chị mình phải biết là mình nói chung là mình phải thức khuya, thức đêm, thức hôm, rồi lại ban ngày lại cũng phải thức á. Rất là mệt mỏi chứ không giỡn đâu, không phải ai cũng có thể làm được.
mà cũng không phải ai cũng có thể làm ưng ý được chủ á. Ở dưới thì vẫn đang còn lên lưới. Lên lưới cũng thấy khá nhanh nè. Lên lưới này nhanh chứ anh Bình? Dạ. Sương sương là thấy nửa vàng rồi. Bên đây chú Ba với chú Vương chà ghe. Chà từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, nói chung chỗ nào dơ là chà hết. Bởi vì mình đi câu á, mà mình đi ghe lưới này nè, nhiều người câu kiếm thêm thu nhập á, nên mực nó dính rất là nhiều. Hôm nay là đàn hầu như là 99% là em nghĩ là vô hết rồi. Ngoài phía cầu cảng quốc tế kia một dàn ghe Bình Định luôn. Bây giờ là hơn 5 giờ chiều rồi. Phong cảnh đây cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Đúng là đi đâu cũng không thể bằng về nơi mình sinh sống được. Cô chú anh chị mình giờ này thì chắc cũng sắm Tết đầy đủ hết rồi. Hôm nay là ngày 27 âm lịch rồi. Chỉ 3 ngày nữa là chúng ta tới Tết rồi. Bây giờ là coi như cũng xong hết một ngày rồi đó cô chú anh chị. Em bây giờ cũng tranh thủ về nhà, tại nhà cũng có tí việc. Hôm nay là 27 Tết rồi mà, cho nên là cũng có một số việc cần xử lý. Bây giờ chỉ còn mấy anh mấy chú lo trà ghe rồi trà xung quanh ghe nữa thôi là xong rồi. Với lại làm xong thì bắt đầu chia cá ăn, chia mực ăn. Vậy là kết thúc một năm đi biển. Ngày mai chiều á thì lên nhà anh Việt tính sổ rồi tiếp tục em quay cho cô chú anh chị mình xem. Bây giờ còn chia cá nữa là xong nè cô chú anh chị. Nói chung em đi em cũng không phụ được gì nhiều, nhưng mà mấy anh mấy chú vẫn cho cá về ăn á, rất là tuyệt vời luôn. Em cảm ơn tất cả bà con ngư dân trên ghe Gia Bảo, cũng như là đặc biệt cảm ơn anh Việt đã cho em đi theo chuyến này. Cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Em chào cô chú anh chị đang xem video nha. Thì em vừa mới từ nhà của anh Việt về. Vì một số lý do cho nên là em không thể quay cái khúc tổng kết chia sổ được. Nhưng mà em sẽ báo cáo lại tình hình của bà con ngư dân sau một chuyến biển dài 33 ngày trên biển thì nhận lại được những gì nha. Thì đây, cái cách thức chia thì em để ở đây. Cô chú anh chị mình có thể dừng lại một xíu để coi cái cách thức chia. Thì em khái quát lại á, tức là ghe sẽ lấy tổng doanh thu trừ đi 33% để dành cho 3 chiếc cua mồi. Sau đó còn số tiền còn lại trừ cho khoảng 200 đến 250 triệu để trừ tổn ra, đó là phần tổn của ghe, phần tổn ăn uống, dầu mỡ, chi phí trên ghe. Rồi tiếp đến á, số còn lại á, thì sẽ chia đôi ra để một nửa là của chủ ghe, một nửa là phần của bạn lưới. Sau đó bạn lưới sẽ chia đều ra. Chia đợt này á, thì có 14 người chia vào khoảng 20 phần, thì tức là có những người ăn phần hơn, ví dụ như tài cải nè, tài công phụ là ăn 1/5, tức là ăn 1 phần xong ăn thêm 5 lai. Đó là tổng cộng lại là sẽ gồm khoảng gần 20 phần. Và tổng doanh thu của ghe đợt này là 550 triệu của chú anh chị. Sau khi trừ tất cả chi phí chia ra thì bà con ngư dân mỗi người được 3,2 triệu. Và chủ ghe cho thêm 500 nữa thì sẽ được 3,7 triệu. Nói chung là một tháng trên biển mà như vậy thì nó quá thấp luôn. Tại vì cái chuyến biển gần Tết á, năm nào hầu như là cá nó cũng yếu như vậy hết. Thì những người mà ăn phần hơn á, thì có những người có thể 9-10 triệu, có những người là 5-6 triệu. Nhưng mà trung bình một bạn lưới á, thì sẽ được khoảng 3,2 triệu. Và 500 chủ ghe cho là 3,7 triệu của chú anh chị. Nếu như cái... qua các bạn. Nếu như cái đoạn này mà lên video á thì có lẽ là em đã không quay được cái khúc chia sổ rồi. Nếu mà anh Việt không thích á thì có thể em sẽ không quay cái khúc đó, nhưng mà em sẽ báo cái giá tiền cho cô chú anh chị mình xem.
báo cái số tiền mà bà con ngư dân được nhận cho cô chú anh chị mình xem nha. Nói chung là em gửi lời chào tạm biệt tại đây trước, nói chung là tạm trước thôi. Nếu mà không quay được khúc tổng kết sổ á, thì đây sẽ là lời chào chính thức. Bây giờ em chào cả nhà, chúc cả nhà có một năm mới thật là vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, nhiều sức khỏe. Và